Thường thường mà cái máy cưa mà cưa gia đình nó thường là nó hay bị về cái vấn đề gì nhiều ba? Thì nó máy này thì nó kêu là xăng nhớt lửa. Nha. Xăng với lửa. Và bắt buộc là luôn luôn nào cũng phải là pha nhớt chứ đừng quên. Nha. À, bác chủ nhà thì nói cái gốc cây tràm này cưa hạ xuống ao giùm luôn để ngâm á cả nhà. Cắt đôi luôn. Cắt ngay chỗ cong này, cái nữa làm cái làm kèo làm cột này. Kèo bằng tay đâu. Còn hai góc cây tràm đó nữa. Dạ mấy khúc kia anh coi anh cái lượng ngay 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 bằng cái này chưa? Đặng lát tôi giấy nha. Tôi sẽ được bổ cây. Trên xuống miếng
nè chú Dân ơi. Giờ chú Dân có toàn hai cái chàm. Cái chàm nãy chú Dân cưa. Cái phần dưới này bác làm như khớp gốc vậy cả nhà, bởi vì nó bị mục bị ái nè, bởi vì mới cưa phần cao ở trên, với lại dưới này cũng khến rễ không à, cũng không có xài gì được. Anh rồi xong hai cây tràm với một cây dừa, giờ còn ba cây dừa nữa cả nhà. Giờ bác có toàn leo lên khớp khúc cái cây dừa này nha cả nhà. Nãy cái dừa này chú Dũng toàn lên chặt tàu hết rồi. Cây bên đó thì không cần cưa gì hết luôn nha cả nhà, chỉ cắt gốc thôi, không cưa tàu gì luôn. Nãy chú Dũng của toàn có leo lên cột cái sợi dây để kéo rồi. Bà có toàn mới leo lên trên để cột sợi dây, chắc cái này cưa một khúc dài hết đây nè. Cưa xong rồi kéo cho nó nằm ngay bờ ao hả? Bờ ao. Làm hai cưa hai gốc không chú? Cưa hai. Cưa này đó. Còn chiếc kim lùm đậu đây cũng lâu đời lắm rồi nha. Chứ đường tối ngày chọc cái con gì đó không. Hảo này con chó sủa khang tiếng. Mua thuốc cho uống. Hôm nay tao chọc con ngỗng. Chúc cho chú cặp bao tay vậy luôn. Đây được không đại ca? Ừ. Bao tay đựng hai bồ câu rồi. Bồ câu này. Bồ câu đó. Ba có toàn chê cái máy gương của chú Dân thua cái máy mất cô, thua cái máy này nè cả nhà. Vô cây nó bụa. Sợ cây gãy. Hãy dây lên nóng luôn được. Ba có toàn nói với chú Đường là quay cái văng. Hỏi quay cái văng lên được không Đường? Quăng cái dây á cả nhà. Xin lỗi. Nó nói luôn. Lâu lâu được cái làm dữ quá chứ Đường ơi. Ba mươi giây là hạ xong một cái dừa 40 năm tuổi. Con đầu lấy cái máy thấy cưa của chú Dũng cưa luôn. Chê máy này gì?
chê cái máy này rồi, lục rồi. Máy mua đâu Dũng? Máy mua ngon. Hết sơn. Hỏi máy mua đâu là biết rồi đó. Tại cưa mà không biết mua sơn đó. Tử đâu có mua hết trang hay gì á? Cái đồ lọc xăng làm đi bị cặn bị bụi vậy cả nhà. Nó qua xăng không đều nó hụp. Thế bữa nào toàn nhà ba có toàn sửa mấy cái máy cưa để toàn quay lại một cái video đó cho cả nhà xem. Video chỉnh sửa máy cưa tại nhà. Đó vừa kia bao nhiêu? Đó vừa kia có nhiêu được? À, cả nhà muốn bà có toàn chỉnh sửa về cái máy như thế nào, bị nhà thường thường bị như thế nào á, thì cả nhà bình luận vào cái video này để toàn biết sau này cái máy nó có bị vậy thì toàn sẽ quay cái video đó lên cho cả nhà xem và biết cách sửa tại nhà luôn, khỏi cần đem ra ngoài thợ. Đây giờ bà có toàn chỉnh cái máy này lại như cái này. Hồi nãy nó bị cưa nó bị lên ga không được. Lên ga cái nó bị hập. Mày nó bị nghẹt cặn cái bình xăng con. Nghẹt cặn bình xăng con. Mình lên ga nó hập nó không ngót được. Tháo ra mình vệ sinh cái bình xăng con. Bình xăng con có mấy cưa. Đây nè, mình nếu mà cả nhà ở nhà có năm cái máy nó bị cái bị gì đi thì xem cái video này làm theo đó, phải ra tiệm mỗi cái chút đi ra tiệm mất công lắm cả nhà. Nè, đang tháo cái đồ lọc gió chứ. Bình xăng con là nó nằm đâu ba? Cái này nó có cũng như là nó bị lỏng nè. Bị lỏng à? Bị lỏng ốc hả ba? Nó lọt gió vô. Nó hút xăng không nổi. Dạ, lọt gió vô hút xăng không nổi. Bị lỏng ốc. Nên ba cái đồng này. Ấy cái nó hơi lắc nè cả nhà. Nó không có vững. Cưa cũng 4 năm gì rồi. Máy là của công ty Quỳnh Lam. Ở Sài Gòn ở Lý Thường Kiệt hay gì mà mình hứa lên để đền ơn mà mình chưa có đi được. Cái này chứ của chị nhà ở Thiên Hoàng Nguyên có ở thành phố nó cũng chưa có lên được nữa. Mấy chú bên là cưa cây sao mà cưa lộn quá trời. Cưa mà cưa vui đó cả nhà. Nó không chạy quà dừa xả xuống không chạy gì á. À đây có hàng ốc hai bên rồi cả nhà. Mà giờ phải tháo cái này ra mới đúc cái lục giác vô dặn được, siết lại được. Chuyện chút xíu gì cũng nhìn được vậy.
ri mình lâu lâu mình cũng vệ sinh nó nữa, chứ thôi nó lâu lâu cái nó rớt cái tức sắt ngược lại cái bê tông á, nha, là nó sẽ bị xước cái lồng, cái mạc sắt, nó cũng như nó đóng chấu cái gì nè, lâu lâu ngồi cái mình giật cho tay bớt lên, đó là cái này nè nó lâu ngày nó đóng vào cái bà vớ á, nó thành nó như tức sắt vậy đó, nó rớt ngược xuống cái lồng, ngược xuống lồng thì nó sẽ ảnh hưởng cái lồng dữ lắm, nó độ mài mòn, xước cái lồng máy là nó hết mạnh hả bà, nó hết bốc, nó xước là nó đà máy với nó hư luôn, dạ. Nóng nó xèo xèo nè, sâu luôn á, nó đốt nãy giờ nóng, mà còn mới cưa xong á cả nhà, bây giờ mồ hôi ra rất nhiều. Cái này chắc tùy theo loại máy để mình tháo mình coi cái bình hay con phải không ba? Khác nhau hết. Dạ. Ồ nó lỏng có ốc à. Lỏng hai ốc hai bên. Một là nó lỏng ốc, hai là nó kêu dân ở trên bụi. Nó đừng có quấn dũng quấn quấn thôi một đứa thôi, quấn hai đứa là làng quay cái buồn vừa mà sao mà chịu không lấy điểm nổi, không tụng mình đi quấn cái cây chứ. Ừ mà ý trình dân khỏi quấn trên, ông Dũng lại quấn cái cây hai đua á. Trên trở nó kẹt cái dây á, dây dù hay gì vậy, dây dù nó kẹt chín lắm chứ đường đi theo biết biết cái đường cả nhà. Ghi gành hơn chú Dũng nữa. Mà chưa thực hành đó. Chưa thực hành trên cây thôi. Bên này không có gió. Ở bên Tre thì gió quá tài. Rồi ở dưới Gò Công cũng gió vậy. Mà mình về đây nó ngưng gió. Mồ hôi nó ra quá tài. Chắc tại hổm cưa mấy cái dừa gió quá quở quá nên nay không chờ không cho gió nữa. Ở dưới đây cây cao dừa nhiều. Nhìn qua cái dừa nó không có lá nào rung linh luôn kìa. Tiếng chân gió. Ở dưới trồng cỏ không mà có mấy cây dừa thì gió nhiều. Gần biển nữa, dưới ngay cái đợt đó là đợt nước rong. Thử coi nó hết hợp chưa. Nó khác hơn nãy đó. Còn nếu mà dệt nó hợp khỏi chùi bình khang, nếu mà giật vậy mà nó hợp là mình phải chùi với cái lược đó, nó trong nó có lược nhỏ xíu trong á. Nha. Nhưng mà giờ nó còn chạy được thì mình cứ cưa đi chứ. Giờ tháo là lâu lắm. Để dịp nào nó bị đóng bụi Trần sẽ quay thành một clip mà hoàn chỉnh cho cả nhà xem. Nãy giờ có lấy lục giác trong đường. Cái này hả? Không, cái kia. Cái màu xanh hả ba? Ừ. Mới đeo tiêu rồi. Có dầm dưới mấy cưa không? Nè. Ủa? Đó rồi cái kìm đâu đó nữa. Vì chú đường mới lấy qua quá. Cái này kêu là lục giác bông. Rồi có người là kêu sao giác, nó giống như ngôi sao sáu cánh vậy đó. Dạ. Yeah. Lục giác, lục là sáu. Giác là giống như nhọn đó, là tam giác nhọn đó. Mà nó tới cái mũi nhọn, nó tới sáu mũi nhọn kêu là lục giác. Tam giác thì có ba cạnh. Mười sáu cạnh. Một con ốc này hay chứ, nó có thể đúc được cái khóa dẹp với lại cái lục giác bông như lần này cái nè. Lục giác này số mấy ba? Lục giác là lục giác 4. Ủa 4 hay 3?
con thấy gì, hình như số 3 hay gì nè. Bên này 3 ly. Dắt 4 lên này nè. Nha. Yeah. Thường thường sử dụng máy cưa là sử dụng bao nhiêu loại để mở ra bà? Nó nhiều lắm, 3 4 có cái là 2 máy nữa. 2 máy ly luôn. Hai mấy gem á, cái đầu ly. Dạ. Yeah. Thường thường mà cái mấy cái mà cưa gia đình nó thường là nó hay bị về cái vấn đề gì nhiều ba? Thì nó máy này thì nó kêu là xăng nhất lửa. Dạ. Yeah. Xăng như lửa. Và bắt buộc là luôn luôn nào cũng phải là khoa nhất chứ đừng có quên. Dạ. Yeah. Quên cái là chỉ một lần thôi là nó đã hư rồi. Dạ. Yeah. Cho nên là luôn nặng nhất là phải xăng ngon nhất. 1 lít xăng thì pha 60cc. 60cc nhất thôi. Nhất 2 thì. Nhất 4 thì nó chạy không nổi lắm nha các nha. Nó rít mà chạy ít được, chạy nhiều quá nó sẽ mà lột cái lồng. Dạ. Yeah. Hoặc là nó công dên, cái dên nó chạy không nổi. Tại vì nó tua lẹ quá đi. Từ 8.500 tua cho tới 10.000 tua. Dạ. Yeah. Máy này Chigoda 688. Nếu toàn nhớ không làm thì về. 688. Cái cưa kia nó mất cái mạc luôn. Dạ. Ở trên lưng thì còn nè. Ui quá mồ hôi rồi. À nãy giờ thì mấy chú cái lộn cưa lộn vụ chú dân cưa cái dừa nó đó nè, cưa mấy cái tàu. Tại vì cái dây dù á là nó rít lắm, nó không cần để quấn nhiều tua là nó xả xuống không được. Dạ. Rồi nó sẽ kẹt ở trên. Còn giờ ba có đang chuẩn bị cưa cây dừa này. Giờ còn hai cây cuối cùng. Cây này thì không có cắt tàu. Và cây này thì không có trái luôn. Không có trái mà này nó trống cho nên mình xuống được. Dạ. Nó tới là chín mấy cây xoài đó là mình phải cắt giật lên một chút xíu đừng cắt nó vừa tàu vuốt tới nó gãy nhánh đeo nhỏ thôi. Chứ dạ. Mình cắt sâu quá nó nôm luôn cây xài đó. Phải cắt cao lên khoảng 1 mét hả ba? Nhà gần ổ mối. Cái tàu ta cắt cái buồng thòng thòng nước mẹ thằng lấy cái bụng đục nó bên giặt ngang đục cái gì để cái tàu này cắt nhau cái bụng giặt cái đùng nè thì rồi nó vuột vuột hai ba trái cuối cùng hai ba trái rồi nguyên buồng xuống cây giữa đó luôn ha nhanh đó về xanh chứ đừng giết nóng máu hả chứ đừng ghét rồi thợ ở cu ly ghét rồi là gần hơn thợ nữa chỉ thợ làm luôn à, bây giờ thì nó đỡ hộp giống nãy rồi cả nhà. Hướng của bà con gốc quá kìa, tại nó cấn cái gốc cây dừa đó nên nó quăng cái gốc qua.
cây dừa này cũng suông á. Giải thích cho ví dụ mấy cái tớp sau đi sao á, ví dụ mình mở nó ngay cái hướng rồi cái mình vớt cái môi chút xíu á, đang khi mà nó cắn xuống đây mà là mà lỡ lưỡi cưa mà nó trúng cái đinh hay trúng gì á nó không đứt nữa thì sẽ nó nhịp xuống đây là nó nhờ cái môi này nó nhồi thêm một cái nữa. Còn có không có cái môi này thì nó nhờ cái da này còn nhiều quá là nó sẽ ngã ngang. Mà mình ngã mình đưa nó mình kêu nó kéo mà ta kéo nó cây dừa nó đi rồi đó, nó xiên rồi á, mình thấy nó muốn cho nó về bên đây nhiều thì mình miết, mà miết cũng đừng miết nhiều quá là nó đứt này trước là ngã về đây. Chứ mà đừng có chắc đứt chân trước là nó nghiêng đầu ngã về đó. Hạ gốc cây dừa cuối cùng. Cây dừa này thì nãy chứ dân của Toàn hả? Mới leo lên cắt tàu với cắt hoài xuống rồi. Đây hoài dừa đây. Còn cho ngã theo cái kẻ này nè cả nhà. Né cái chuồng vịt này luôn. Xong rồi đó cả nhà ơi. Ô cái dừa gì đó nó bự quá trời bự. Này ở trên này 2,5 gan luôn. Dưới này chắc 4 gan quá, 4,5 gan luôn. To quá to. Rồi, đây là cũng đã xong rồi đó cả nhà ơi. Tổng cộng là vừa cưa 4 cây dừa với lại 2 cây tràm bông vàng. Toàn xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Sau khi chưa cưa xong mấy cây dừa với lại mấy cây tràm mấy cả nhà, thì ba nhà lẫn nhà của ông Tám, ông Sáu với lại của ai nữa, ông Tám với ông Sáu với lại ông Chín để ăn nè cả nhà. Cháo canh cơm. Ông Sáu này 74 tuổi rồi, 74 tuổi mà còn thấy ngon lành không đã không. Mình đúc đó. Hôm nay có cháo vịt. Ngon gì vú sẻ trên. Lại cái lẩu. Nhiều món lắm cả nhà ơi. Cá chiên rồi nữa. Cá kho. Nãy cưa mấy cái canh cải của chú Tám nè. Con này của chú Bảy nè. Chú Chín. Ông Chín. Còn đồ ăn cơm là của ông Sáu. Trời nói chi tiết vậy bữa nay là mình đại tiệc. Dạ. Nó chừng xuống sông. Nó nhào xuống sông luôn rồi chắc. Chạy đi có cô bé đây mà. Cô bé đây kéo lên. Dạ. Rồi rồi cái. Ai xin mời rồi rồi. Luôn. Dạ. Tuấn ơi. Chú Chín không có làm tí xíu nào cây cay hay chú Chín. Thợ nấu ơi. Alo. Hả? Ai uống được thôi, không làm không? Vậy thôi mình nhật ký đi. Qua nghe mấy ông nói thôi, không dám. Dạ. Xin mời mình cầm đũa cầm chén lên cái làng cũng có đây. Cho làng. Chợ nhưng mà đi về mới sợ. Hai dân miền, người dân miền Tây là hay ở trần như nào quý vị. Bên này hầm quá.
này không có gió. Có con chú ở chàng vô nó kìa đó. Rồi dùng đi. Rồi xin mời. Rồi dùng đi. Rồi chú tát đâu rồi? Chậu qua liền. Ồ này biết. Vịt vịt xiêm đó bà con ơi. Nước mắm gừng đây nè. Vịt vịt xiêm Pháp. Đậu trắng trắng. Quyết quyết thì có bỏ bỏ gạo vô nữa. Nếp. 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 Này này lẩu lẩu gì lẩu bò. Lẩu bò. Bàn này chắc mình cứ ngồi ăn luôn. Xin phép tạm dừng video để vào dùng bữa nha cả nhà. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Vô đây ngồi đây nữa nè. Đủ bộ nè. Trời chúng vô ngực lớn. Quá trời cưng cái ngực. Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 18 tuổi. Cô này